Về xưởng dược liệu, bên nhà cháu hoàn toàn nhất trí. Nếu mà triển khai thì bố mẹ cháu cũng tham gia cùng. Ừ, bố cháu cũng gọi điện cho bác rồi. Thực ra hôm nay bác gọi cháu sang là vì chuyện khác cơ. Yên tâm, không phải chuyện của cháu với con Mỹ Đình đâu mà lo. Bác cũng biết rồi à? Thì đấy, bác cũng biết Đình nhiều năm nay. Chuyện lần trước Đình cũng biết lỗi rồi bác ạ. Thôi, chuyện cũ nhắc lại làm gì. Yên tâm đi, chuyện của hai đứa sẽ có một phiếu ủng hộ từ bác. Hôm nay bác muốn hỏi cháu về một người. Ai vậy bác? Về cậu Vũ, cái cậu bác sĩ, người mà luôn giúp đỡ con Hà thời gian gần đây. Bác biết anh Vũ à? Đây bà ạ. Chú Vũ còn nhận là bố nuôi của em bé nữa đấy bà. Thực ra chuyện gì cần biết thì bác cũng luôn biết. Mà có phải là bác chưa từng gặp cậu ta bao giờ đâu. Bác Lan hỏi em về anh Vũ. Mà chị cứ có cảm giác mẹ chị và anh Vũ đã từng gặp nhau rồi. Ý chị là từ ngày xưa hả? Hồi mình còn làm ở trạm cứu hộ Bình An. Chị cũng không rõ. Nhưng có lần anh Vũ nói là sẽ có lúc anh Vũ kể về chuyện trước đây. Và theo những gì chị biết về mẹ chị thì khả năng hai người đã từng gặp nhau là rất có thể. Chú nghe đây. Sau giờ này á, con còn thức nữa. Dạ, chú ạ. Chú có biết Ba Lan của cháu không ạ? Chú biết. Mai hôm nay bà hay hỏi cháu về chú lắm đấy. À, sơ suất của chú rồi. Vậy bữa nào chú sẽ ghé qua thăm bà một dịp gần đây? Dạ vâng ạ. Mà khi nào chú dậy, chú cho cháu qua thăm Lucky nhá. Bây giờ cháu đi ngủ đây. Cháu chúc chú ngủ ngon ạ. Chị ngủ ngon nha. Dạ vâng, cháu chào chú. Mày đâu còn là Vũ năm xưa nữa. Có thể đối diện được rồi mà. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đấy. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Về xưởng dược liệu, bên nhà cháu hoàn toàn nhất trí. Nếu mà triển khai thì bố mẹ cháu cũng tham gia cùng.
Bố cháu cũng gọi điện cho bác rồi. Thực ra hôm nay bác gọi cháu sang là vì chuyện khác cơ. Yên tâm, không phải chuyện của cháu với con Mỹ Đình đâu mà lo. Bác cũng biết rồi à? Thì đấy, bác cũng biết Đình nhiều năm nay. Chuyện lần trước Đình cũng biết lỗi rồi bác ạ. Thôi, chuyện cũ nhắc lại làm gì. Yên tâm đi, chuyện của hai đứa sẽ có một phiếu ủng hộ từ bác. Hôm nay bác muốn hỏi cháu về một người. Ai vậy bác? Về cậu Vũ, cái cậu bác sĩ, người mà luôn giúp đỡ con Hà thời gian gần đây. Bác biết anh Vũ à? Nhà con sắp bay rồi ạ. Con có nhờ chú ở nhà chăm sóc cho mẹ. Ngoài ra con có để một khoản để cho mẹ ăn dưỡng tuổi già. Đi thì cứ đi đi, không cần phải lo cho tôi đâu. Mẹ, con biết không phải lúc nào con cũng đúng. Con muốn trả thù, muốn giành giật. Điều đó ai cũng thấy cả. Nhưng có những thứ con phải chịu đựng, con phải trả giá. Thì không ai biết cả. Dù con có là kẻ độc ác hay máu lạnh, thì thật sự có những lúc con chẳng dễ chịu gì cả. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Đưa đây mẹ khoác lại cho. Vâng ạ. Vui không? Có ạ. Anh là Trần Hữu Nghĩa. Vâng, tôi đây. Đề nghị anh xuất trình căn cước. Ơ mẹ, bố đang nói chuyện cùng các chú công an kìa. Bố, bố.